Thưa quý thính giả, đây Tiếng Tơ Đồng, một chương trình tân nhạc, loại hòa tấu và hợp xướng do Hoàng Trọng phụ trách. Tiếng Tơ Đồng do Hoàng Trọng phụ trách hân hạnh trình bày hàng tuần hiến quý thính giả một chương trình tân nhạc tạp diễn, đặc biệt chú trọng đến phần hợp xướng và những ca khúc có âm hưởng nhạc hảo quy di. Hôm nay chương trình được thực hiện với giọng ca Kim Tước, Hà Thanh, Mai Hương, Quỳnh Giao, Hoàng Vân, Thần Thúy, Ngọc Long, Anh Ngọc, Thanh Vũ, Nhật Bằng. Thank you.
Chúa. Thank you.
Thank you.
Thank you.